sư cho con hỏi vay tiền mà không trả mình nhắc rồi mà họ lẳng lơ không chịu trả nếu lần sau họ vay tiền mình tiếp mà mình không có ý cho vay mà mình có thì mình có nên cho họ vay không vì mình có tiền mà nói không có là mình đang nói dối à, sư nhớ là khi mà À, bà gì ta bà quý sa kha khi mà xuất giá theo chồng ấy, thì uh, cha luộc có cái lời khuyên bà là như thế này nên cho cái người mà có thể trả không nên cho người không thể trả nhưng mà cũng có khi người không trả thì vẫn nên cho tức là sao à, khi mà cô gái mà về nhà chồng ấy thì họ sẽ quản lý những cái tài sản rồi công việc trong nhà chồng thì như vậy đó người nào mà cho mượn em mình mình cho họ mượn đó mà họ trả thì lần sau cho mượn nữa còn ai mà mình cho mượn mà lần sau mình họ không trả đó thì lần sau mình không cho họ mượn nữa nhưng còn câu thứ ba có nghĩa là sao thân bằng quyến thuộc nha thân bằng quyến thuộc thì dù cho cái việc mà mình cho họ mượn mà họ không có khả năng trả đó, thì vẫn nên cho. Đó là điều nên làm. Mà nhớ dùm nha, bà Quý Sa Kha là vị thánh sơ quả tu đào quần. Cha của bà đó cũng là thánh sơ quả tu đào quần. Cho nên cái lời này cũng có thể được xem là lời nhắc nhở của một vị thánh. Thì nó đáng để mình tham khảo à, rồi cái việc mà người ta mượn người ta không trả nhưng mà nếu người ta không phải thân bằng quyến thuộc thì mình có thể mình nói thẳng à, còn quý vị cứ nếu mà ngại mất lòng thì giống như ngân hàng gì đó muốn vay mới thì phải đáo hạn nó trả nợ cũ rồi mới vay được cái nợ mới nó chỉ đơn giản như vậy thôi uhm? Thì xin bổ sung cái câu này chút cái câu này nó có hai cái đường hướng thứ nhất một á, là mình tìm cách để mà mình nói không cho nhưng mà mình không có phạm giới mà nói tới đây cái nhớ cái tích truyện của đức bồ tát khi mà thời quá khứ ngày sanh là một vị đạo sĩ ngày Ngài đang ngồi thiền ở cái gốc cây thì con nai nó bị thương nó chạy qua nó bị tên bắn dính dùm lum thì ngày mới đứng dậy ngày đi Ngày đi tới đi lui thì có một nhóm tự săn đi lợi. Đi ngang thì mới tơ gặp ngài mới hỏi này ông đạo sĩ, ông có thấy con nai nào mà bị thương chạy ngang đây không? Thì ngài mới nói rằng á, này các ông, từ lúc tôi đi tới đi lui nãy giờ tôi không có thấy con nai nào đi ngang hết trơn á. Tức là ngài Bồ Tát ngài khéo léo để ngài dịch chuyển cái, cái cái suy nghĩ. này dịch chuyển để ngài nói nó không vừa không vừa không nói dối mà vừa bảo vệ được con nai từ cái lúc ngồi thấy với cái lúc đi đâu thấy đâu đó là khéo tắc ý thì cũng vậy mình có thể tìm cách mình nói à sau đó vừa không nói dối mà vừa không có cho mượn để nếu như mình sợ mượn không trả hoài rồi mà cái người đó mượn họ mượn họ dụ như họ mượn họ bệnh hoạn à, cái công việc chính đáng mượn ăn chơi nó khác nữa còn cái cường hướng thứ hai là mình à, không cho mượn nó thẳng cho mượn luôn quý vị biết cái đỉnh cao của cái sự khéo léo là chân thật không có gì qua chân thật cho không cho mượn nó cho mượn giận thì chịu nếu cái người đó giận á vậy họ chơi với mình vì tiền sao vì mượn tiền không mới chơi với mình sao cho nên người đó thưa quý vị theo ý kiến riêng của chúng tôi á cũng không cần phải qua lại nó không cần có chơi nữa đi bất thiện không à làm cho mình phiền não à, nó... thì sư mới nhắc sư dẫn tâm nhắc sư nhớ đến trong kinh giáo thọ thì ca la việt đức phật có nói những người bạn mà mình nên tiếp xúc nhưng còn có những người bạn mình không nên tiếp xúc đó là cái loại gì? Có ít mà sinh nhiều Tức là có, rồi cái loại mà hay có là sinh Nha, tức là chỉ biết sinh thôi Đấy, rồi chỉ gặp mình để mà trục lợi về mình á Chứ còn khi mà mình đụng chuyện, mình cần giúp đỡ thì họ <laughs> Trong kinh đó là bày tỏ cái sự bất lực <laughs> Bày tỏ sự bất lực, tức là à, Tôi muốn giúp lắm nhưng mà tôi giúp không được À, cái kiểu đó thì mình không nên xem là bạn uhm.